gì vậy? Ủa gì vậy? Các bạn ơi, không biết trưa nắng chang chang mà cái lũ trẻ trâu trong xóm mình nó làm gì nó ồn ào dã man kinh khủng luôn. Kìa. À, đây đây đây. Làm gì là? À, đá bóng, đá bóng, đá bóng. Rồi, để coi nè, để coi nè. Ê, mấy đứa. Sao trưa nắng ồn ào thế? Mày chơi giang rồi. Mày chơi giang rồi. Rồi, rồi, rồi. Cái gì? Từ đây. Thôi thôi, cái gì mà ồn ào đấy? Bóng ai đây? Bóng của em. Ui, căng nhỉ? Căng đét luôn này các bạn. Ôi. Bóng nhựa nha, trái này trái 10 ngàn nha các bạn. Đó. Đây, chơi đủ người chơi cho anh chơi với. Thôi anh, em chơi chán rồi. Mấy mấy thằng này chơi vàng á mày. Ô cái, ơ cho trò gì chơi hay không? Chỉ cho em chơi với. Chứ bọn em chơi đá banh chán lắm rồi. Chán hả? Dạ. Trò gì bây giờ? Để anh suy nghĩ xem nào. À, ra rồi. Đây. Ê, có trò chơi mới rồi mấy đứa. Cái lo này làm gì vậy anh? Anh đem đi bán nhôm nhựa hả? Rồi, vậy anh hỏi mấy đứa biết trò tật lo đâu? Tật lo là cái gì vậy anh? Chơi kiểu gì vậy anh? À, vậy là không biết à? Không. Cái trò này hồi xưa anh chơi rất là nhiều, hay chơi lắm. Nhưng mà bây giờ hình như ít người chơi rồi. Chắc là mấy đứa không biết đúng không? Đúng rồi. Vậy thì để anh hướng dẫn cho mấy đứa cách chơi trò tật lo nha. Trò này cũng hơi bị thú vị đấy. Được. Đây, bây giờ anh sẽ đặt một cái lon ở đây nhá. Đó. Còn đây là cái vạch nhá, không được lấn cái vạch này nghe chưa? Ok. Rồi, đứng xuống như thế này hết đi. Rồi, bây giờ thì anh sẽ gỡ một cái dép lên này. Rồi, anh lia này. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đó. Nếu mà lia đủ được cái lon này sẽ là người chiến thắng. Mà lia được lon đủ vậy được phần thưởng gì anh? Phần thưởng à? Dạ anh. À, muốn có phần thưởng, mấy đứa muốn phần thưởng gì? Tiền. Tiền hả? Dạ. Ok, chơi luôn. Người chiến thắng anh sẽ có một phần thưởng rất là lớn. Nó dám bẹp cái lon được chưa? Đi vào đổi cái lon khác cho anh nhanh lên. Bao nhiêu anh? 1 ngàn. Một ngàn mà cũng chê thế có chơi không? Có. Ok, bây giờ lấy dép ra đi. Đó. Đây ạ, à. Đây lon đây. Rồi lon chưa? Rồi ạ. Ok, đây, bây giờ anh đặt lon đấy nhá. Được ạ. Đó, rồi mấy đứa vào vị trí nào. Ê. Không được lấn vạch nhá. Đứa nào lấn vạch là anh loại luôn á. Rồi, bây giờ quán tù xì đi, xem ai người đầu tiên nào. Quán tù xì ra cái gì ra cái này. À. Quán tù xì ra cái gì ra cái này. đứa nào đi đâu? Cái gì đó chứ? Rồi nhận lại đi đâu à? Ra cái gì ra cái này? Rồi, ai đầu ai hai ai ba ai bét? Em hai. Em hai, xếp theo thứ tự đầu bên này. Để xem Nhật có lấy được 1 ngàn của anh không nào. Chắc chắn là em rồi. Rồi, cố lên nhá. 1 2 3. Wow! Bay lon luôn. Rồi rồi, quá đỉnh luôn. Và tiếp đi, từng người một nào. Tới lượt Hưng. Cố lên. Nope. Rồi. Nope. Tiếp nào. Nope. Vòng đầu tiên nhận được 1 ngàn. Đây, ta luôn. Đây, 1 ngàn của em. Ok, bây giờ có muốn tăng phần thưởng lên đâu? Vậy thì bây giờ anh sẽ cho cái lon này xa hơn một xíu. Ở đây sẽ là 2 ngàn. Chơi không? Chơi. Rồi, lấy dép ra. Theo thứ tự như hồi nãy đi. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Gần đúng rồi. Tiếp nào. Hai ngàn. Rồi rồi, quá đỉnh luôn. Tiếp nào. Wow. Tạt bay lon luôn các bạn ơi. Quá đỉnh luôn nha. Rồi. Người cuối cùng nào.
báo. Nope. Hurray. Rồi, ai thắng lại đây. Đây, 2000. Em xin. 2000. Em xin. Rồi, chơi tiếp không? Chơi. Lần này muốn phần thưởng to đâu? Có. Rồi, lần này chơi 5000. Cho cái lon xa hơn xíu nha. Đây, lon ra đây. Sẵn sàng nha mấy đứa. Rồi, theo thứ tự đi nào. Nhật đầu tiên, ném đây. Nope. Hụt rồi. Wow. Bảo trúng 5000 thôi. Rồi, bảo nữa nào. Nope. Rồi, lần này chỉ có bảo trúng thôi à? Đúng không? Cho em 5000. Em xin. Đó, ok. Thằng mày chơi giáp to. Sao? Thằng mày chơi giáp to. Giáp to à? Chơi giáp này đi. Cái gì á? Giáp anh mà. Trời ơi, vòng này là vòng cuối cùng nha, đồng ý không? Đồng ý. Anh sẽ nâng phần thưởng lên 10000. Wow. Rồi, sẵn sàng chưa? Đây, để anh đặt cái mục tiêu xa hơn nhá. Đây. Đó, ok chưa? Rồi, cái thằng này lấy dép anh rồi quăng đây mày. Bắt anh đi chân đất xong mày cũng không lấy à? Được chưa? Sẵn sàng chưa? Bây giờ phần thưởng là 10000, cố gắng lên nhá. Ok. Rồi, ai là người đầu tiên? Một em. Có muốn oản tù xì lại không? Chơi luôn. Nhất, 1, 2, 3. Mày dép rồi, người tiếp theo, Hưng. Liên đi em. Sao vậy mà vẫn trúng à, đỉnh ơi. Rồi, ok. Người tiếp theo Bảo. Hụt rồi. Bảo ơi, cố lên. Nope. Vòng này ai là người chiến thắng? Em. Rồi, chỉ có mỗi Hưng thôi à. Đây, 10000. Em xin em. Ok, vậy thì kết thúc video ngày hôm nay ở đây nha, đồng ý không? Đồng ý. Rồi, chào tạm biệt các bạn khán giả đi nào. Chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.